ta nhớ mãi lời cốt xe ngày nào dặn dò lớn khôn rồi chớ đừng nhỏ nhoi. Ô la la, ô la 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 la, ô la la, ô la 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 la. Phải thầy sống yêu đời thiết tha và yêu con người, cảm ơn cha yêu những điều quý giá, thương cha con sẽ vâng lời. Và trên đường ca hát còn nhiều điều nữa, nhưng mà một năm nay chị Cường rất thành công. Nhiều người cũng nói là có thể cậu này chưa tin lắm cho hát, xong tôi nghe có thể bị cứng chỗ này, bị nó sự trưởng chỗ kia, nhưng mà phải có tài mới làm được trong lòng dân chúng. Người ta có thể mua tiền mua nhiều thứ nhưng tấm lòng không thể mua được, đúng không cả nhà? Có thể tiền mua cái này cái kia đưa cái này, cả mỗi tấm lòng khi hát người ta xem mình là cái tấm lòng, cái tình cảm của đại gia đình. Nhưng khi nếu mà hát không hay thì cứ dùng tặng vé chứ chẳng đến. Nhưng mà Dương Cường làm được điều đó. Và ra ngoài thì Ngọc sẽ thấy là bây giờ Dương Cường hát rất là nhiều show, đắt show lắm. Cho nên là hát hai cái các nơi thì Ngọc yêu mến. Bởi dạy thì con sẽ biết cúi đầu và xin lỗi, nhưng mà như cha đây cũng vậy. Trong cuộc đi hát trên con đường nghệ thuật có nhiều va chạm lắm. Sẽ có nhiều va chạm, tại sao cậu được mình hát trước, rồi cậu nay mình coi như là thế nọ của mình hát sau thì tội nghiệp mình quá, đủ thứ hết ra một cái số diễn là có thể quyền. Nhưng vấn đề phải cười hết, tất cả ai nói cũng phải cười với Ngọc Sơn cả một đời đi hát, không mất lòng một nghệ sĩ nào hết. Muốn hát sau hát trước là chuyện bình thường, mình phải kiên nhẫn. Cho nên là học dạy Ngọc Sơn học dạy học trò, nghĩa là nhẹ nhàng dường như nhấn lại lên người. Ngọc Sơn đã muốn nói nhiều điều nhưng tới đây thì Ngọc Sơn là phanh lại. Cho nên là kính chúc đại gia đình những người tâm hồn của những người thánh nhân đã nhập vào những cái xác ngồi ở đây, nghĩa là thầy Ngọc Sơn thấy những nụ cười đẹp lắm, những tâm hồn cái tình của đại gia đình rất là sâu. Ngọc Sơn mong rằng tất cả mọi người đại gia đình, các con chú, các bạn, tự giữ trí thức.